trí thể thao. Chỉ còn hơn một tháng nữa, Cúp bóng đá thế giới lần thứ 22 sẽ khai cuộc tại Qatar từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12. Vương quốc nhỏ bé ở vùng vịnh đã làm tất cả và bằng mọi giá để có được World Cup Qatar 2022, đặc biệt nhất đồng thời cũng gây ồn ào nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nước chủ nhà bé nhất, khí hậu khắc nghiệt nhất, diễn ra vào thời điểm trái khuấy nhất, nhưng cũng là kỳ cúp thế giới tốn kém nhất và gây nhiều tranh cãi dị nghị nhất từ trước tới nay. Và sẽ không còn ít cái nhất nữa để có thể nói về đặc điểm của một kỳ cúp bóng đá thế giới 2022 sắp diễn ra tại Vương quốc Qatar, đất hẹp, dân thưa nhưng thừa tiền. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại một quốc gia trong khối Ả Rập ở khu vực Tây Á, đồng thời cũng lại là lần cuối cùng World Cup sẽ có 32 đội tham dự trước khi tới cúp thế giới diễn ra tại ba nước Mỹ, Mexico và Canada vào năm 2026 với 48 đại diện. Qatar 2022 cũng là kỳ World Cup đầu tiên diễn ra không phải là ở mùa hè, làm cho hoạt động bóng đá thế giới bị đảo lộn. Ngay từ khi FIFA trao quyền đăng cai tổ chức sự kiện, trong sự ngỡ ngàng của dư luận quốc tế hồi năm 2010, chính quyền Qatar đã bắt tay ngay vào hiện thực hóa tham vọng để được cả thế giới biết đến và là niềm tự hào của thế giới Ả Rập. Cả đất nước có diện tích hơn 11.000 cây số vuông này trong suốt một thập kỷ qua đã biến thành một công trường khổng lồ để xây dựng hạ tầng cơ sở bóng đá hiện đại nhất thế giới. World Cup Qatar trở thành kỳ cúp bóng đá thế giới tốn kém và cũng gây nhiều tranh cãi nhất lịch sử. Ngay từ ngày đầu giành quyền tổ chức cúp thế giới cho đến khi sắp cán đích vào lúc này, những lời kêu gọi tẩy chay World Cup Qatar 2022 chưa hề ngớt. Tham gia chương trình thể thao hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui cho rằng việc Qatar được quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới là hoàn toàn chính đáng và làng bóng đá thế giới có một kỳ cúp thế giới rất đặc biệt ở nhiều khía cạnh. Ông Mui giải thích vì sao việc Qatar giành quyền đăng cai World Cup lại làm dấy lên những hoài nghi và phản đối. Cái việc mà tranh cái quyền tổ chức World Cup thì lúc bấy giờ là FIFA mới tổ chức cái tranh cái quyền này là cho hai cái kỳ World Cup liên tiếp, tức là năm 2018 và 2022. Mà như chúng ta đã biết, châu Âu họ giành được cái quyền tổ chức cái kỳ World Cup 2018 tại Nga đó. Cái thời điểm đó thì ông Sepp Blatter vẫn là chủ tịch của FIFA, rồi Michel Platini là chủ tịch của UEFA và Mohamed Bihamon là chủ tịch của AFC. Tức là ba cái người này là ba cái quyền lực mà nó chi phối. Và cuối cùng năm 2022 thì năm quốc gia được vào tranh cái quyền tổ chức, tức là Mỹ ở CONCACAF và bốn cái nước thuộc AFC, tức là Qatar, Hàn Quốc, Nhật và Úc. Thì cuối cùng là Qatar giành quyền tổ chức sau bốn cái vòng bỏ phiếu. Lúc bấy giờ chúng ta biết là nó có 22 người tham gia bỏ phiếu. Thì ở cái vòng 1 thì Qatar được 11 phiếu dẫn đầu. Ở vòng 2 thì có 10 phiếu thì nước Úc bị loại rồi. Ở vòng 3 thì Nhật bị loại và Qatar cũng có 11 phiếu. Đến cái vòng 4 thì chỉ còn tranh giữa Mỹ và Qatar. Thì lúc bấy giờ Qatar mới đạt được 14 phiếu. Có nghĩa là theo quy định là phải 12 phiếu trở lên thì mới được giành quyền đó. Thì như vậy tức là bỏ phiếu thì không có vấn đề. Nhưng mà ngay sau đó thì nó nổi lên cái dư luận là có cái sự mua chuộc và đút lót, không minh bạch trong việc bỏ phiếu chọn Qatar. Vì sao? Vì người ta nói là Qatar là một cái quốc gia rất là nhỏ, cả về diện tích cũng như dân số. Thì ở trong lịch sử của FIFA thì chỉ có Thụy Sĩ được chọn là tổ chức World Cup năm 1954 là một cái quốc gia nó nhỏ. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cũng lớn gấp 3 lần Qatar. Và cái vòng chung kết lúc đó chỉ có 16 đội thay vì 32 đội như bây giờ. Thì và Qatar là cái quốc gia thứ hai đứng sau Nhật là được chọn là nước chủ nhà. Chưa có một cái lần nào được lọt vào cái vòng chung kết của World Cup. Thì nó dấy lên cái dư luận đó. Thì cái từ cái dư luận đó thì tháng 5 năm 2011 FIFA lập một cái đoàn thanh tra đặt ra cái câu hỏi là làm sao mà Qatar lại được chọn trong khi nó là có nhiều cái dư luận như thế, có gì khuất tất không? Cái vấn đề đặc biệt đó là cái việc xây dựng các cái sân vận động mới, nó dấy lên cái việc phản đối của những cái tổ chức mà nhân quyền, mà đặc biệt là cái tổ chức mà bảo vệ cái quyền lợi của người lao động đó. Họ nói rằng là trong này nó có cái chuyện là cưỡng bức lao động làm việc quá sức. Mà chúng ta biết là khi xây dựng trong suốt cái quá trình từ năm 2015 cho đến bây giờ đó, thì có đến 1,9 triệu việc làm và khoảng đến 2,7 triệu. Thì dù rõ ràng là một cái lượng nhân công vào làm rất là lớn. Thì cái tờ Guardian á,
và họ cáo buộc là nhiều công nhân không được cung cấp thức ăn và nước uống, được trả lương cũng không đúng hạn, được không làm đủ cho làm cho họ kiệt sức, và thậm chí là nêu lên một con số là có đến 4.000 người bị chết vì cái lý do là không đảm bảo an toàn lao động cũng như là kiệt sức. Đem ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh về cho thế giới Ả Rập là một điều chưa từng có, nhưng chỉ có Qatar giàu có mới làm được điều này. Qatar đã phá kỷ lục về kinh phí chuẩn bị cho cúp thế giới. Chúng ta biết Qatar là một cái quốc gia mà trên bản đồ thế giới đó thì được hình thành cách đây 144 năm. Trước đây là thuộc địa của Anh và giành độc lập lại từ năm 1971. Còn diện tích thì nó nhỏ lắm. Nó đứng 158 trên thế giới. Nó chỉ có 11.581 km2 thôi. Và dân số tới bây giờ thì chỉ khoảng 2 triệu 7 thôi. Nhưng mà GDP thì rất cao. Tổng cái thu nhập bình quân của quốc gia đó thì là đến 315 tỷ, đứng hàng thứ 51 thế giới, nhưng mà tính trên đầu người đó thì đến 84.514, tức là đứng thứ 6 trên thế giới. Các nước khi mà được chọn thì FIFA đều yêu cầu là phải có 12 cái sân. Nhưng mà riêng Qatar thì làm sao mà có 12 sân, cho nên họ nói họ chỉ có thể làm được 8 cái sân thôi. Và khi mà 8 sân này thì xây dựng rất là tốn kém. Cho nên lần đầu tiên trong lịch sử của FIFA đó, cái việc tổ chức một cái World Cup mà cái kinh phí được bỏ ra là 220 tỷ. Trong khi đó, nếu chúng ta nhìn lại á, cái kinh phí tổ chức của World Cup năm 94 ở Mỹ đó có 500 triệu. Rồi ở Pháp năm 98 có 2,3 tỷ. Rồi ở Hàn Quốc và ở Nhật năm 2002 có 7 tỷ. Rồi 2006 ở tại Đức có 4 tỷ. Nam Phi là có 3 tỷ 6. Năm 2014 ở Brazil có 14 tỷ. 2018 ở Nga cũng chỉ có 11,6. Tức là con số nó chỉ nhiều lắm là đến 14 tỷ là cao. Thì bây giờ Qatar tổ chức một cái World Cup mà chi 220 tỷ. Thì đó là một cái gọi là một cái kỷ lục mà có lẽ không có cái giải thể thao nào trên thế giới mà bỏ tiền ra nhiều như vậy. Thì cái chi phí đó làm gì? Tức là cho xây dựng các cái sân vận động nè, rồi chi phí tổ chức. Cái chi phí riêng của họ đó, mỗi một cái sân là từ phải 6,5 cho đến 10 tỷ. Và vì Qatar có ít dân cho nên cũng không cần phải có cái sân mà lúc nào cũng phải bảo trì như thế. Cho nên kế hoạch của họ đó là những cái sân này sau khi mà tổ chức xong đó, thì sẽ được dỡ bỏ những cái khán đài và đem tặng cho các quốc gia kế bên. Thì đó cũng là một cái điều mà cũng đặc biệt. Về mặt chuyên môn, từ trước đến nay chưa có nước chủ nhà nào ở World Cup lại có trình độ bóng đá thấp như Qatar. Thưa ông có nhận xét gì về chuyên môn của đội tuyển chủ nhà? Khi mà họ chia hạt nhân rồi này kia đó, thì Qatar một trong hai quốc gia mà có cái thứ hạng trên cái bảng xếp hạng của FIFA là thấp nhất, nhưng mà được vào cái post của một là bởi vì chủ nhà thôi, để ưu tiên rơi vào một cái bảng cũng có chút ưu đãi. Và cái lực lượng từ khi mà đăng cai World Cup thì Qatar cũng thay đổi máu, có nhiều cầu thủ được nhập tịch vân vân để mà họ cải thiện thứ hạng. Và chính trên cái các sân cỏ của châu Á đó thì Qatar cũng đã bắt đầu có thứ hạng tốt. Thì như vậy cũng là một cái điều đáng mừng. Cho tới giờ phút này đó thì Qatar cũng đã lên tới hạng thứ 51 ở trên bảng xếp hạng của thế giới. Nước chủ nhà đã sẵn sàng đón cúp bóng đá thế giới. Cuối cùng rồi World Cup lần thứ 22 cũng sẽ diễn ra tại Qatar. Với các nhà tổ chức thì sự kiện dù gây nhiều tranh cãi ồn ào nhưng cũng mang ý nghĩa tích cực. Cái điểm đặc biệt cuối cùng thì theo tôi đó, với những cái nhà tổ chức sau khi mà họ cũng cố gắng có nỗ lực để duy trì cho được cái việc là tổ chức một cái World Cup lần này, thì là để FIFA muốn thử nghiệm là bóng đá phổ cập trên toàn thế giới, bóng đá dành cho tất cả mọi người và có thể tổ chức ở bất kỳ nơi nào, ở bất kỳ cái thời tiết khắc nghiệt cỡ nào và ở một cái quốc gia dù nó có nhỏ bé cỡ nào, không có sân vận động liền thì vẫn có thể tổ chức được, với điều kiện là nó phải là một cái nước giàu có. Và đó chính là một cái thử nghiệm và một cái đặc biệt nói chung cho một cái kỳ World Cup mà chúng ta nói là đặc biệt, rất đặc biệt. Chương trình tạp chí thể thao xin tạm dừng tại đây.